đi đến tầng Tadasen. Kính chào lão sư phụ. Chẳng hay lão sư phụ từ phương nào đến vậy? Bần đạo là Thái Ất ở núi Càn Quân. Đêm qua bần đạo ngồi chiêm tinh, mới hay tướng quân vừa sanh đặng quý tử. Bần đạo vội vàng hạ sàng để coi có thể giúp được gì hay không đó mà. Quý quá, quý quá, mời sư phụ vào bên trong. A Di Đà Phật. Mời sư phụ dùng trà. A Di Đà Phật. Xin hỏi bần đạo có thể nhìn qua được gương mặt của đứa trẻ hay không vậy? Dạ được, dạ được. Thế nữ đâu? Mời phu nhân tạm bồng tam công tử ra đây. Kính chào lão sư phụ. À, ông phu nhân có được an khương không vậy? Đa tạ sư phụ. Đứa nhỏ này thật là khôi ngô tuấn tú, đúng là linh châu tử đầu thai. Sau này có việc dùng đến trên nước nhà. À, có thể cho bần đạo nhận làm đệ tử hay không vậy? Dạ quý quá, quý quá. À, có điều tướng quân đặt tên cho nó hay chưa? Thưa sư phụ, tôi chưa đặt tên. Xin hỏi sư phụ có tên nào hay, xin đặt cho cháu đi ạ. Tướng quân có mấy người con rồi? Thưa, tôi có 3 người con trai. Đứa con trai lớn tên là Kim Tra, theo văn thù Bồ Tát học đạo. Đứa thứ hai tên là Mộc Tra, theo Phổ Hiền Bồ Tát. Và đứa này là đứa thứ ba. Vậy thì bần đạo xin đặt tên cho nó là Na Tà.